Hi, xin chào bạn. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12 cho bạn xem, tại vì có bạn yêu cầu Quyền nhé. Quyền sẽ cập nhật giá nhanh cho bạn xem nha về dòng điện thoại này. Đây là dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12 4GB, mỗi nhớ trong 128GB, 3.790.000 giá đã giảm nha. Giá gốc là 4.290, giảm thêm 100.000 cho học sinh sinh viên, có hai màu, ba màu tại shop ha. Đó là màu đen, màu xanh và màu bạc. Đó. Có hỗ trợ góp cho anh em chúng ta luôn. Nếu mà anh em nào đang có nhu cầu mua mà mua rớt thì đây là trong những dòng điện thoại có hỗ trợ góp không lãi cho chúng ta nha. Khá là ok. Về mức giá góp thì chúng ta sẽ có chương trình trả trước là 758.000, góp mỗi tháng là 770.000, tổng cộng góp hàng tháng và trả trước là 3.838.000. Khá là hợp lý với một mức giá cực kỳ hấp dẫn như thế này các anh em nha. Đó, bây giờ mà 8GB thì chúng ta sẽ có mức giá là 4.790, giảm còn 4.290, giảm thêm 100.000 cho học sinh sinh viên, tài xế công nghệ nha. Giảm 10% góp hiểm rồi bỏ và hỗ trợ góp không chậm lãi suất. Tại shop thì còn có hai màu, đó là màu đen và màu xanh để chúng ta có thể lựa chọn nha. Vẫn có hỗ trợ góp luôn cho anh em là không lãi suất. Đó, rất là tiện cho chúng ta ha. Nếu mà góp thì chỉ cần căn cước công dân đủ 20 tuổi đến 60 tuổi thì chúng ta có thể mua góp được rồi nha. Cảm ơn video này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn ha. Có một video tham khảo về mức giá của dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12 tại thay đổi điện máy xanh. Quyền xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye, chúc bạn buổi tối vui vẻ nha.